một góc ở backside chưa check và Ducky quyết định bỏ luôn khi mà đã đặt những cái đầu của Pirat và Ducky đều va vào cái mục này. Ducky lại bay và Ducky gắt đi cho mình cái đầu với Spalin. Đẹp bùa kill người Ducky và đó chỉ là những điều bắn toàn mặt của tôi. Quay đang được đặt xuống rất đẹp cho bên phía đội của Fnatic, chỉ cần không mất người đã có triple kill cho Ducky. Bị mù trắng hết rồi, đó là mạng của Chronicle. Và lại là một tiếng divider đến từ anh chàng Leo. Leo ơi, lắc ra đi nào. Nhưng Leo lắc ra thì đó lại là cái... Ui, Fnatic, Mr. Vali đang chờ anh ta có một Atacaptan. Cũng như vậy, Atacaptan đổi và thành công. Chop một kill cho Atacaptan. Và Atacaptan thì đã quá yếu. Chiến thắng thứ 5 của Phút và Atacaptan hạ gục điểm Alphazer. Thủy ở xe về, và anh ta còn có thêm cả Alphazer nữa. Đạp dây và Alphazer thủy bay Atacaptan. Atacaptan nằm xuống rồi và bây giờ đang điều sói vào để phá những setup trong bom của Alphazer. Và nhìn thấy hai người rồi đấy, nhưng Ducky bật tên lửa lên nhưng lại là một tiếng có mạng của Alphazer cơ. Nicole, một người đang ở rất gần và bây giờ thì Alphazer có trên mạng thứ 3. Mạng tiếp theo đối thủ với Ducky cơ. Ducky nằm xuống và đây là một tiếng 2-1. Vùng Alep ra để bắn Quirat thì nó sẽ là trên cả tuyệt vời dành cho Fnatic. Và đúng là như thế, quan điều dành cho Alphazer và chiến thắng gọi về Fnatic ở một round thi đấu hạng bài. Phía đội của Fnatic đang rút quân chạy khá nhanh nhưng có người bị lộ cho cuộc kill cho Kirax. Hai cái đầu của hai người bị choáng. Dùng Kirax ở round thi đấu trước nhưng round thi đấu này thì anh chàng này đã có đến đó là sau. Atacaptan đã cùng vị trí Ducky rồi, chop một kill cho Atacaptan. Và bây giờ đây thì Alphazer làm đôi. Thôi xong một triple kill cho Alphazer. Đến nơi rồi, một nhìn thấy Alphazer. Alphazer lên bảng, Boston thì ra, Boston cũng đi theo luôn. Và vị trí của Leo thì chưa lộ ra thì có vẻ như Boston đoán được rồi. Và đó là 3 mạng dành cho vị trí của Boss. Alphazer cũng làm bắt. Quirat bắt được một người nhưng sai tay mình đến Atacaptan. Quirat nằm xuống, Mr. Valin về và Kiwi đổi đến 3. Chỉ còn đó là một mình Alphazer mà thôi. Mới mong là có cơ hội dành cho Fnatic trong round thi đấu này. Bắn tinh đầu xuyên tường rồi nhưng nó là không đủ vì mà lại cầm chân. Nhưng bây giờ thì không chắc nhanh góc thì Mr. Valin đổi một cái nằm xuống bởi Alphazer. Alphazer đang muốn bắt bằng được Atacaptan và anh chàng này đã làm được rồi. Tân lộ một nùi tiếng. Monster biết Mosh có mạng Ducky, Mr. Valin đổi được một Leo. Bỗng nhiên cô độc và anh ta không thể nó thoát được cái đùa quick. Thôi nhưng nó bị phá ngay lập tức. Mạng nữa cho Leo. Q-Rex cũng như vậy nhưng Q-Rex chỉ đấu chộp một kia cho Leo. Alphazer đã về và người cuối cùng là Mosh. Anh ta lấy Spy rồi cố gắng rủi đi. Những súng gì ở đây thì cũng có để chơi với Mosh bị chụp ảnh. Và cười cười lên nào, về đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng cho Mosh. 8 đều của Fnatic. Body và đây là tình huống đảo cánh về cùng quang tay C đến từ FUT. Alphazer mong trong mong. Bây giờ thì Alphazer một tình huống xây một được đôi đến từ anh chàng Alphazer. Atacaptan có một tiếng teleport tốt để đảo hướng đối phương đấy. Nhưng mà nó và bây giờ thì bên phía đội của Phút đang ăn nhiều hướng. Chronicle có mạng Q-Rex với cái dư chấn của mình. Và họ đang thực sự không vào được Gara. Chronicle đẩy bê luôn. Triple kill cho Chronicle. Mạng Ace tới đây, Atacaptan lấy mạng Atacaptan. Người cuối cùng là Mr. Valen. Và đội về nhà đầu tiên ở trong ngày hôm nay là Phút Esports. GG well play và kết thúc cái trận thi đấu này bằng một tình huống flawless win. Là đang có những người back về nhưng vị trí của Yosemite đang cài khá đẹp và căng căng. Một tình huống chạy bắn thành công. Hạ gục đi Yosemite, còn ở góc này Hào Đông cũng bắt được YG và Chi Chu. Không, không cần tới Chi Chu, Hào Đông mới là người có mạng. Và Bi Anh player cuối cùng sẽ chẳng có được mạng của ai cả. Hào Đông đang bắn một ngày rất bay. Sẽ một quả lựu đạn nó quá chuẩn vào vị trí của Kang Kang. Không có cơ hội sống. Hero Vandal đã rơi. Và lại là một chiến thắng flawless nữa. 3 chiến thắng hoàn hảo dành cho thành viên của BLG. Vẫn là phần lợi thế dành cho thành viên bên phía của Bilibili. Sẽ là một tình huống di chuyển được vào khu vực Pilo nhưng giờ thì Rin phải nằm xuống. Healing này thực chất bây giờ cũng không còn nhiều những giá trị nữa. Ôi, 18 máu. Không thể làm gì cả. Cũng chỉ là một viên là nằm thôi. Đúng 30 máu cơ, cay chua. Smokey và đó là chiến thắng dành cho Smokey. Vandal. Kaka đặt kèm góc trực diện để tạo điều kiện cho anh chàng mang tên Smokey. Những quả flash tốt quá. Lấy lại được một súng hay không đây? Vẫn đang là khó. Kang Kang đã có 3 mặt rồi. Kang Kang có 4. Come on man. Không có ai. Come on man.
Nếu như không hết đạn thì có lẽ nó đang một thủ bay sẽ có càng càng rồi, nhưng YG cũng không phải là dạng vừa đâu. Hôm nay đối phương bay là quá khó chịu, đó là YG. Nó mở ra một cơ hội nhưng Smokey đã đẩy được ngược lại khu vực ram rồi. Smokey bắn yếu được người thứ hai, nhưng Hao Đông bị bắt bởi vị trí của Knight. Và truy lùng ký ức ngay lập tức được sử dụng rồi. Smokey vẫn đang tiếp tục bay nhảy với những người đồng đội của mình. Thông tin đối phương về khu vực bóng sai bi, còn một người nữa bay tới đây và anh ta không biết. Quay đầu, VLG sẽ về khu vực bóng sai A. Nobody là cái tên còn lại duy nhất tại vị trí bóng sai này cũng đã lộ thông tin khi bước qua cái lồng công nghệ. Chắc chắn là đã thắng về VLG rồi. Có thể chúng ta sẽ có lượt thi đấu overtime. I think so. Ichu đang cố gắng nhưng là không được phía của Edward Gaming. Nobody vẫn đang muốn bò, anh ta không thể vượt qua được tầm nhìn của YG. Nobody là một player. Nhưng làm sao để vượt qua Yosemite và YG thì tôi vẫn chưa thể nào nghĩ ra một kịch bản cho bên phía đội hình của EDG. Và là Ichu bắn rất hay, nhưng YG là kết thúc được càng càng. Mà cho Cypher có thêm cả flash đẹp. Triple kill, quad kill và đó không phải là một cái A dành cho YG. Công chúa hay không đây? Góc bắn tốt đến từ vị trí của Nai và Chichu. Nhưng Chichu có lẽ cũng ngờ ngợ ra một điều gì đó rồi. Thả mình và đó là Nai. Mark 3 đang đến gần với chúng ta. Và lần này là kiểu flash chính xác nhưng Chichu vẫn bắn một hai mặt. What the? Cái gì vậy? Càng càng vẫn cố gắng dẫy nhưng không qua được bàn tay. Đây là một pha hơn người dành cho các thành viên của Edward Gaming. Họ đã từng thua 2 vs 1. Đối phương Phi Anh có trong cái điểm chung cuối. Nó bị phá hủy đi, người đầu tiên nhảy xuống dưới và mắc sai lầm là Nobody. Lại hơn người nhưng tiên nữ Smokey. Lần này anh ta có chọn tì nhưng sát thương tầm này thì xa quá rồi. Quạt kill cho Phi Anh. Mạng thi đấu thứ 3. Trước vực vái nhà không chính xác là một cái shock đạt. Nhưng Hào Đồng bắt được Yosemite rồi. Nowhere to run. Nếu đúng là như vậy hay không đây, bắt đầu bước vào khối cho các thành viên bên phía của EDG. Nobody có 3, Nai vẫn đang đi móc khu vực garage nhưng Hao Đông sẽ cố gắng để phá hủy cái cầm chân này. Nó được phá hủy rồi, Kang Kang cũng đã đổi mạng thành công với khẩu ống trên tay và anh ta vẫn đang muốn bích. Kang Kang có 3 và có người cover đó chính là Smokey. Còn lại người cuối của Kang Kang có quad kill. Chichu phải làm được một, ít nhất là phải làm được một thì anh ta thậm chí làm được số 2. 3 cơ các bạn ơi, một hơi ít. Tôi đòi hỏi hơi ít từ Chichu bởi vì anh ta đã làm từ con số 4. EDG và đó là Kang Kang. Một tình huống dash, không biết là có phải là có chủ đích hay không. Nhưng Nobody ở khu vực Under Heaven thì chưa bị lộ ra. Spy chưa được đặt nhưng Phi Anh có lẽ biết được điều này rồi. Triple kill cho Phi Anh. Anh ta sẽ không có được cái quad kill vì Hao Đồng đã bước qua. 1 vs 1. Spy đã rơi. Hao Đồng biết được Yosemite đang ở đâu. Một lần bị đối phương đánh lừa rồi, đừng nói lần thứ 2 nha. Không ảnh hưởng đến vị trí của YG, anh ta làm được một, anh ta làm thứ hai. Nai cũng đã có tiêu đổi mạng và tập 3 mạng dành cho Nai. PN kết thúc Chichu. Vào sai dành cho các thành viên bên phía của team EDG. Đây là một tiêu bắn tốt từ các thành viên bên phía của team BLG. Rồi nhưng Nobody lại đổi được hai. Và điều đó khiến chúng ta phải trở về một tiêu là 2 vs 2 dành cho các thành viên bên phía của EDG. Lượng máu bây giờ khai có phải như là ngang nhau. Có tới 2 thành viên yếu máu bên phía đội hình của BLG. Và góc kế trước là sở đâu. Nhưng cái tham minh này, Nai sẽ lọt qua. Và ôi, Smokey vẫn dự đoán được đại địa chấn có rồi Tommy ơi. Có đại địa chấn thì gần trong trường hợp này thì tôi không nghĩ có cơ sở nào đâu. Nhưng từ từ đã. Thời gian vẫn đang trôi. Yosemite sẽ bò đến bao giờ? Anh ta không có nhiều cơ hội xử lý trong một pha 1-1 là quá khó. Rất đáng tiếc với Yosemite. Không thể kéo thêm một chiến thắng nào dành cho các thành viên bên phía của Bilibili. Và seed 1 khu vực Trung Quốc vẫn được bảo toàn dành cho các thành viên của Edward Gaming.